Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô Giang sẽ giúp các em học sinh lớp 7 làm bài tập chương 1, bài 3. Bài tập từ bài 1 đến bài số 5, trang 20 sách giáo khoa Toán 7 Chân Trời Sáng Tạo. Trong bài 3 này, ở phần bài tập số 1, trang 20 sách giáo khoa Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Đề bài là viết các số sau dưới dạng một lũy thừa với số mũ lớn hơn 1. Các số đó là 0,49, 1/32, -8/125, 16/81, 121/169. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi làm với từng số 1 theo yêu cầu của bài. Số thứ nhất là 0,49. 0,49 thì ta biết là 49 chính là 7 x 7. Như vậy 0,49 chính là 0,7 nhân với 0,7. Có hai thừa số 0,7 giống nhau, nhân với nhau. Thì kết quả ta viết dưới dạng một lũy thừa thì là 0,7 mũ 2. Ngoài ra số 0,49 còn được viết dưới dạng là -0,7 nhân với -0,7. Thế thì nó lại bằng là -0,7 tất cả mũ 2. Như vậy trong trường hợp này, nếu chúng ta viết số đó dưới dạng lũy thừa với số mũ chẵn thì ta thấy là viết được hai trường hợp. Ta sang số thứ hai là 1/32. 1/32 thì ta thấy số 32 chính là 2 mũ 5, còn số 1 thì là mũ bao nhiêu thì cũng vẫn bằng 1. Do đó 1/32 ta viết thành 1/2 nhân với 1/2, viết 5 lần. Như vậy nó bằng 1/2 tất cả mũ 5. Số thứ 3, -8/125. Ta biết -8 là -2 nhân -2 nhân -2, còn 125 chính là tích của 3 số 5 nhân với nhau. Do đó chúng ta viết được thành -2/5 nhân với -2/5 nhân với -2/5. Mỗi thừa số nên để trong một cái ngoặc tròn. Kết quả bằng -2/5 mũ 3. Số tiếp theo là 16/81. Số 16/81 thì ta biết là 16 là 4 x 4, còn 81 là 9 x 9. Như vậy lúc này 16/81 chính là 4/9 nhân với 4/9. Kết quả nó là 4/9 tất cả mũ 2. Mũ 2, mũ chẵn thì lúc này ta lại thấy là 16/81 cũng tương tự như trên, ta có thể viết thành -4/9 nhân với -4/9. Vậy bằng -4/9 tất cả mũ 2. Nhận xét thấy rằng số 4/9 ta có thể viết thành 2/3 nhân 2/3. Như vậy trong cái cách viết ở trên, chúng ta tách thêm một lần nữa là 16/81 ta có thể viết thành 2/3 nhân với 2/3 nhân 2/3 nhân 2/3. 4 thừa số 2/3 nhân nhau, vậy kết quả viết dưới dạng một lũy thừa là 2/3 tất cả mũ 4. Và mũ 4, mũ chẵn thì chúng ta lại có thể viết được 16/81 dưới dạng là -2/3 nhân -2/3, viết 4 lần. Và bằng -2/3 tất cả mũ 4. Như vậy lại một lần nữa nói là gì, trong trường hợp lũy thừa với số mũ chẵn thì chúng ta có hai đáp số đấy nhé, mũ 2 và mũ 4. Số cuối cùng là 121/169. Thì ta thấy 121 chính là 11 x 11, và 169 chính là 13 x với 13. Vậy ta viết thành 11/13 nhân với 11/13 bằng 11/13 tất cả mũ 2. Số mũ chẵn, số mũ 2. Như vậy 121/169 còn viết được dưới dạng là -11/13 nhân với -11/13 và bằng -11/13 tất cả mũ 2. Như vậy chúng ta thấy trong bài tập này, chúng ta có thể rút kinh nghiệm được là gì? Khi mà chúng ta viết một số dưới dạng lũy thừa với số mũ chẵn thì chúng ta thấy là có hai đáp số, còn trường hợp lũy thừa với số mũ lẻ thì chỉ có một đáp số thôi. Trường hợp hai đáp số này, cô có thể đánh dấu sao màu đỏ đây để chúng ta để ý này. Đấy, trường hợp mũ chẵn, nhớ là có hai đáp số nhé. Như vậy vừa rồi chúng ta đã giải quyết xong bài toán số 1 là viết các số dưới dạng lũy thừa với số mũ lớn hơn 1. Nhớ cho cô hai trường hợp số mũ lẻ và trường hợp số mũ chẵn. Tiếp theo ta sang bài số 2, trang 20, sách giáo khoa Toán lớp 7, tập 1, sách Chân Trời Sáng Tạo. Câu A yêu cầu là tính các cái lũy thừa -1/2 mũ 5, -2/3 tất cả mũ 4, -2/1/4 tất cả mũ 3, -0/3 tất cả mũ 5, -25/7 tất cả mũ 0.
Ta đi giải bài toán như sau. Bài A, tính âm 1 phần 2 tất cả mũ 5 thì nó chính bằng, chúng ta sử dụng công thức là A phần B mũ N thì bằng A mũ N trên B mũ N, với điều kiện là AB là số nguyên và B khác 0. Thế thì nó bằng âm 1 tất cả mũ 5 trên 2 mũ 5. Âm 1 mũ 5 thì bằng âm 1, còn 2 mũ 5 là 32. Số thứ hai là âm 2 phần 3 tất cả mũ 4 thì bằng âm 2 tất cả mũ 4 phần 3 mũ 4. Âm 2 mũ 4 thì thành 16, còn 3 mũ 4 là 81. Số tiếp theo, âm 2 1 phần 4 tất cả mũ 3 bằng, chúng ta đổi cái hỗn số này thành phân số thì bằng âm 2 x 4 là 8, với 1 là 9, 9 phần 4 tất cả mũ 3. Vậy bằng âm 9 tất cả mũ 3 trên 4 mũ 3. Âm 9 mũ 3 chính là 3 cái thừa số âm 9 nhân với nhau, vì kết quả nó chính bằng là âm 729 phần 64. 4 mũ 3 là 64. Số tiếp theo là âm 0,3 tất cả mũ 5. Ta có thể để nguyên là âm 0,3 tất cả mũ 5 để tính bằng 5 thừa số này nhân với nhau cũng được. Ngoài ra các con có thể là viết dưới dạng phân số, tối giản rồi tính lũy thừa cũng được. Ví dụ trong bài này chúng ta sẽ viết thành âm 3 phần 10 tất cả mũ 5 nếu chúng ta đổi ra phân số. Vậy bằng âm 3 tất cả mũ 5 phần 10 mũ 5. Âm 3 mũ 5 thì bằng âm 243, còn 10 mũ 5 thì số 1 đứng trước 5 chữ số 0, 100.000. Nếu chúng ta muốn đổi về số thập phân bằng âm 0,00243, có 5 chữ số thập phân. Số cuối cùng của phần A là âm 25,7 tất cả mũ 0 thì bằng, ta biết là có một cái công thức là A mũ 0 bằng 1 với điều kiện là A khác 0. Như vậy đây, trong trường hợp này phù hợp công thức, như vậy nó bằng 1. Phần A đã được giải quyết, chúng ta thực hiện tính được. Xong phần A, bây giờ ta sang phần B là tính các cái lũy thừa. Âm 1 phần 3 tất cả mũ 2 thì bằng âm 1 mũ 2 trên 3 mũ 2. Tính âm 1 mũ 2 là 1, 3 mũ 2 là 9. Tiếp theo là âm 1 phần 2, âm 1 phần 3 tất cả mũ 3 thì bằng âm 1 mũ 3 trên 3 mũ 3 bằng âm 1 phần 3 mũ 3 là 27. Tiếp theo là âm 1 phần 3 tất cả mũ 4 thì bằng âm 1 mũ 4 trên 3 mũ 4. Âm 1 mũ 4 thì là 1, còn 3 mũ 4 thì là 81. Âm 1 phần 3 tất cả mũ 5 thì bằng âm 1 tất cả mũ 5 trên 3 mũ 5. Vậy bằng âm 1 mũ 5 là âm 1, 3 mũ 5 là 243. Yêu cầu của bài là sau khi tính xong thì chúng ta nhận xét. Bây giờ chúng ta nhìn lên trên màn hình ta thấy là gì? Trong trường hợp cái số âm 1 phần 3 mũ 2 thì kết quả là dương 1 phần 9. Cái số âm 1 phần 3 mũ 4 kết quả là 1 phần 81, kết quả là số dương. Còn hai trường hợp còn lại, số mũ lẻ mũ 3 và mũ 5 thì kết quả là một số âm. Như vậy là lũy thừa với số mũ chẵn của một số hữu tỉ âm là một số hữu tỉ dương, còn lũy thừa với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm là một số hữu tỉ âm. Và chúng ta ghi nhận xét. Có hai cái nhận xét. Nhận xét thứ nhất là lũy thừa với số mũ chẵn của một số hữu tỉ âm là một số hữu tỉ dương. Cái nhận xét thứ hai là lũy thừa với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm, lũy thừa của với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm là một số hữu tỉ âm. Đó, hai trường hợp.
sau khi học xong bài này thì các em hãy nhấn vào cái nút đăng ký để được học toán cùng với cô nhé. Cô xin chào các em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài 3, lũy thừa của một số hữu tỉ. Hôm nay chúng ta sang bài tập số 3, trang 20 sách giáo khoa. Yêu cầu của bài là tìm x biết. Câu A, x chia cho âm 1 phần 2 tất cả mũ 3 bằng âm 1 phần 2. Thế thì trong bài toán này tìm x, x đóng vai trò là số bị chia. Vậy muốn tìm số bị chia thì ta lấy số chia nhân với thương bằng âm 1 phần 2 tất cả mũ 3 là số chia, em nhân với thương là âm 1 phần 2. X bằng âm 1 phần 2 tất cả mũ 3 nhân với âm 1 phần 2, chúng ta hiểu là mũ 1. Như vậy lúc này chúng ta thực hiện cái công thức nhân 2 lũy thừa cùng cơ số A mũ M nhân với A mũ N thì bằng A mũ M cộng với N. Nhân 2 lũy thừa cùng cơ số thì bằng 1 lũy thừa với cơ số là chính cơ số đó, còn số mũ thì là tổng các số mũ. Vậy x bằng âm 1 phần 2 tất cả mũ mũ 3 cộng với mũ 1. Chúng ta nhớ nhé, cái số A chúng ta hiểu là A mũ 1. Tiếp theo x bằng âm 1 phần 2 tất cả mũ 3 cộng 1 là 4. X bằng, chúng ta lại dùng công thức A phần B tất cả mũ M thì bằng A mũ M phần B mũ M, trong đó A, B là số nguyên, B phải khác không. Vậy nó bằng âm 1 mũ 4 phần 2 mũ 4. X bằng âm 1 mũ 4, tức là 4 cái thừa số âm 1 nhân với nhau, kết quả là 1. Số âm mũ chẵn là số dương. 2 mũ 4 là 4 số 2 nhân với nhau, kết quả bằng 16. Kết luận, vậy x bằng 1 phần 16. Vậy chúng ta thực hiện xong phần A. Phần B, x nhân với 3 phần 5 tất cả mũ 7 bằng 3 phần 5 tất cả mũ 9. Vậy trong bài toán này ta phải tìm x. X là một thừa số. Vậy muốn tìm một thừa số thì ta lấy tích. Tích là 3 phần 5 tất cả mũ 9 chia cho thừa số đã biết, tức là chia cho 3 phần 5 tất cả mũ 7. X bằng, bây giờ lại là 3 phần 5 mũ 9 chia cho 3 phần 5 mũ 7 thì nó chính là một chia 2 lũy thừa cùng cơ số là 3 phần 5. Thế thì chúng ta sẽ dùng công thức là A mũ M chia cho A mũ N thì bằng A mũ M trừ cho N, với điều kiện A phải là số khác không và M phải lớn hơn hoặc bằng N. Vậy thì trong bài toán của mình áp dụng là 3 phần 5 với số mũ là 9 trừ đi 7. Vậy x bằng 3 phần 5 tất cả mũ 2. X bằng 3 mũ 2 phần 5 mũ 2. X bằng 3 mũ 2 là 9, 5 mũ 2 là 5 x 5 bằng 25. Và chúng ta kết luận là vậy, x bằng 9 phần 25. X bằng 9 phần 25. Như vậy trong phần B này chúng ta đã sử dụng kiến thức là chia 2 lũy thừa cùng cơ số. Tiếp theo ta sang phần C là âm 2 phần 3 tất cả mũ 11 chia cho x bằng âm 2 phần 3 tất cả mũ 9. Để tìm x ở trong bài C này thì chúng ta thấy x là số chia. Vậy muốn tìm số chia x thì ta phải lấy số bị chia là âm 2 phần 3 mũ 11 tất cả mũ 11 chia cho thương số là âm 2 phần 3 tất cả mũ 9. Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương. Bây giờ chúng ta lại thực hiện chia 2 lũy thừa có cùng cơ số. X bằng cơ số là âm 2 phần 3. Bây giờ chúng ta sẽ trừ số mũ là 11 trừ đi 9. X bằng âm 2 phần 3 tất cả mũ 2, 11 trừ 9 được 2. Rồi, x bằng âm 2 tất cả mũ 2 phần 3 mũ 2. X bằng âm 2 nhân âm 2 nó chính bằng 4 phần 3 mũ 2 là 9. Kết luận, vậy x bằng 4 phần 9. Tiếp theo là bài D. X nhân với 0,25 tất cả mũ 6 thì bằng 1 phần 4 tất cả mũ 8. Để thực hiện bài D thì chúng ta nhận xét là gì? Muốn tìm x là một thừa số thì ta sẽ lấy tích chia thừa số đã biết. Tích là 1 phần 4 mũ 8, thừa số đã biết là 0,25 mũ 6. Thì chúng ta lại thấy là 0,25 và 1 phần 4 nó bằng nhau. Do đó lúc này chúng ta sẽ đổi về cùng một cơ số để thực hiện.
x nhân với 0,25 nó chính là 1/4 tất cả mũ 6 này. 0,25 là 1/4, rồi mũ 6 của nó gắn vào bằng 1/4 tất cả mũ 8. X bằng, x là thừa số cho nên ta lấy tích bằng 1/4 tất cả mũ 8. Chia thừa số đã biết tức là 1/4 tất cả mũ 6. Vậy x bằng, chia hai lũy thừa cùng cơ số thì bằng lũy thừa với chính cơ số đó, còn số mũ là hiệu các số mũ. Như vậy nó bằng 1/4 tất cả mũ 8 trừ đi 6. X bằng 1/4 tất cả mũ 2. X bằng 1 mũ 2 trên 4 mũ 2. X bằng 1 mũ 2 là 1. 4 mũ 2 là 44 16. Kết luận. Vậy x bằng 1/10 16. Như vậy trong bài toán này, bài tập số 3 này thì chúng ta đã làm được 4 phần ABCD, trong đó là tìm x bằng cách sử dụng các cái phép tính nhân chia các cái lũy thừa có cùng cơ số. Ta sang bài số 4, trang 21 sách giáo khoa, là viết các số 0,25 tất cả mũ 8, 0,125 tất cả mũ 4, 0,0625 tất cả mũ 2 dưới dạng lũy thừa cơ số 0,5. Ta đi giải bài toán này. Bây giờ yêu cầu của bài là viết số 0,25 mũ 8 dưới dạng lũy thừa với cơ số là 0,5. Thế thì 0,25 tất cả mũ 8 muốn viết được dưới dạng một lũy thừa với cơ số là 0,5 thì 0,25 nó chính là 0,5 mũ 2. Ta thay thế cái số 0,25 bằng 0,5 tất cả mũ 2. Rồi mũ 8 của nó gắn vào. Như vậy bằng, ở đây lúc này chúng ta thấy là trở về bài toán là lũy thừa của lũy thừa. Như vậy A mũ M rồi lại mũ N thì bằng A mũ M nhân với N, tức là lũy thừa của lũy thừa thì bằng lũy thừa với chính cơ số đó, còn số mũ thì là tích các cái số mũ. Vậy ở đây nó sẽ là 0,5 tất cả mũ 2 nhân 8 bằng 0,5 tất cả mũ 16. Số thứ hai là 0,125 tất cả mũ 4. Thế thì cũng làm tương tự như trên, 0,125 thì nó chính bằng là 0,5 mũ 3, 0,5 tất cả mũ 3, rồi mũ 4 của nó gắn vào thì bằng 0,5 mũ 3 nhân 4 bằng 0,5 tất cả mũ 12. Số thứ 3 là 0,0625 tất cả mũ 2, nó sẽ bằng là 0,5 mũ 4 rồi tất cả mũ 2. Vậy bằng 0,5 số mũ 4 nhân với 2 bằng 0,5 tất cả mũ 8. Như vậy vừa rồi chúng ta đã thực hiện giải quyết bài tập số 4. Theo yêu cầu của bài là viết các cái số đã cho dưới dạng lũy thừa có cơ số là 0,5. Tiếp theo ta sang bài tập số 5, trang 21 trong sách giáo khoa. Yêu cầu của bài 5 như sau. Tính nhanh biểu thức M bằng 100 trừ đi 1 tất cả trong ngoặc nhân với 100 trừ đi 2 mũ 2 nhân với 100 trừ đi 3 mũ 2 nhân với 3 chấm, tức là có nhiều thừa số nữa, nhân với 100 trừ đi 50 mũ 2. Yêu cầu của bài toán này là tính nhanh, tức là chúng ta sẽ dùng cách tính nhẩm để tính được bài toán này. Nhận xét về bài toán thì ta thấy là cái biểu thức M này, nó là một cái biểu thức số mà mỗi thừa số của nó được viết theo quy luật 100 trừ 1, số 1 này ta có thể hiểu nó là 1 bình, rồi nhân với 100 trừ 2 bình, nhân 100 trừ 3 bình, nhân đến còn nhiều số ở giữa này nữa, nhân tiếp cho đến nhân với 100 tới trừ đi 50 bình phương. Thế thì ta thấy là muốn tính nhanh thì chắc là phải có một cái điều gì đó đặc biệt. Ta thấy là vậy thì cái biểu thức M này này nó bằng 100 trừ đi 1 nhân 100 trừ đi 2 mũ 2 nhân 100 trừ đi 3 mũ 2 nhân đến 100 trừ đi 9 mũ 2 nhân 100 trừ cho 10 mũ 2 nhân 3 chấm nhân tiếp cho đến 100 trừ đi 50 mũ 2. Theo quy luật thì bây giờ chúng ta trích ra những cái số ở giữa. Tại sao lại thế này? Bởi vì là chúng ta biết là
10 bình phương là 100. 100 mà trừ đi 100 thì bằng 0. Một tích có rất là nhiều thừa số, nhưng trong đó có một chứa một thừa số 0 thì tích đó phải bằng 0. Do đó lúc này chúng ta giải quyết tiếp bài toán là M bằng 100 trừ đi 1 nhân với 100 trừ đi 2 mũ 2 nhân 100 trừ đi 3 mũ 2. Những chỗ này chúng ta không thực hiện tính toán hết, chỉ chép lại thôi. Nhân với 100 trừ đi 9 mũ 2 nhân, chỗ này là 100 trừ đi 10 bình phương là 10 nhân 10 bằng 100 nhân 3 chấm nhân 100 trừ đi 50 mũ 2. Để chúng ta thấy ý đồ của bài toán chưa? Như vậy biểu thức M bằng 100 trừ 1 nhân với 100 trừ đi 2 mũ 2 nhân 100 trừ đi 3 mũ 2 nhân 3 chấm nhân 100 trừ đi 9 mũ 2 nhân, chỗ này 100 trừ 100 là 0 nhân 3 chấm nhân 100 trừ đi 50 mũ 2. Biểu thức M bằng, chúng ta thấy M là một tích của nhiều thừa số, trong đó có chứa một thừa số 0. Thừa số 0 à? Như vậy nhân với 0 thì bằng 0 thôi, do đó M bằng 0. Đến đây ta giải quyết xong bài tập số 5, yêu cầu tính nhanh. Như vậy các con em chú ý là gì? Sau này khi mà chúng ta làm những cái bài toán tính nhanh á, mà nếu như người ta cho bài toán viết theo các cái thừa số của nó viết theo cái quy luật nào đó, thì chúng ta xem vậy nó có xuất hiện một cái số nào hay thừa số nào đặc biệt không, để mình tìm cách tính nhanh nhé. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo khi cô đăng bài mới nhé. Cô thân ái chào các em.